Hôm nay, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng double exposure, phơi sáng kép cực kỳ sáng tạo và nghệ thuật bằng PowerPoint nha. Trước tiên, chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn hai bức ảnh, đó là hình ảnh của chủ thể và hình ảnh sẽ lồng vào bên trong chủ thể. Thông thường sẽ là các hình ảnh như rừng cây, đồi núi, hoa lá, trời mây. Chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối và chọn công cụ vẽ tự do. Chúng ta sẽ nhấn giữ chuột trái vẽ một đường bao quanh đối tượng và lưu ý đường vẽ luôn phải cách viền của nhân vật một khoảng tương đối bằng nhau, giống như thao tác của mình trên video. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải để điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo ra hình khối có nền. Chúng ta nhấn chuột phải chọn Center Back để đưa hình khối ra sau ảnh. Tiếp theo, chúng ta lại dùng công cụ vẽ tự do đánh dấu khoảng trống giữa tay nhân vật để cắt đi sau này. Chúng ta sẽ chọn hình to trước, chọn hình bé sau, rồi vào Shape Format, vào Merge Shape và chọn Subtract để cắt đi phần thừa. Chúng ta nhấn chuột phải chọn Bring to Front để đưa hình lên lớp trên cùng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần Shape Fill, chọn Picture để đưa ảnh rừng cây vào trong hình khối. Chúng ta sẽ mở công cụ Crop để di chuyển phần ảnh muốn giữ lại ở trong hình. Sau đó chúng ta nhấn chuột phải mở Format Picture. Trong mục Soft Edge, chúng ta sẽ tăng thông số lên để cạnh viền của ảnh bị mềm đi, qua đó hòa trộn vào trong chủ thể. Nếu hai hình ảnh quá khác biệt về màu sắc, chúng ta có thể vào Picture, vào Color và đổi màu ảnh thành đen trắng để tạo sự đồng bộ. Trong bảng Format Picture, chúng ta có thể chuyển sang phần chỉnh nền và tăng độ trong suất để ảnh rừng cây hòa lẫn vào trong chủ thể nhiều hơn. Và khi chúng ta bổ sung thêm nội dung chữ vào trong slide, chúng ta sẽ sở hữu ngay một ấn phẩm giới thiệu về nhân vật cực kỳ chất, nghệ thuật và gây ấn tượng mạnh với cả khán giả. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta làm hoàn toàn tất cả các bước bằng PowerPoint, chứ không cần phải dùng đến các phần mềm phức tạp khác như Photoshop. Như chúng ta thấy, phần mềm, công cụ ai cũng có như nhau, sự khác biệt đến từ tư duy sáng tạo của người dùng. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightslide để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ Nightslide ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.